What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Lâu lắm rồi mình chưa có review các cái sản phẩm ở bên shop, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review cho các bạn xem. Thì về game thủ thì các bạn đã biết rồi đấy, game thủ thì luôn luôn phải đi kèm những cái phụ kiện để hỗ trợ trong game, và cái phụ kiện mà không thể thiếu để mà có thể chơi game tốt hơn cũng như là để tăng cường cái khả năng giải trí thì đó chính là một cái chiếc tai nghe tốt. Hôm nay mình sẽ cùng mở lên một cái sản phẩm chỉ chuyên dành cho các game thủ mà thôi. Đây chính là con tai nghe G2001. Thì các bạn hãy xem thử là con này có cái gì đặc biệt mà chỉ dành cho các game thủ nhé. Ok, đầu tiên các bạn có thể thấy là đây là cái hộp của con tai nghe này, thì nó sẽ được đóng hộp khá là to, tại vì cái tai nghe này vốn nó cũng rất là to rồi. Thì cái thằng Cortian X này thì cũng có khá là nhiều các cái sản phẩm ở Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ điểm qua một số cái đặc điểm đặc biệt in ở ngoài hộp nhé. Thì nó sẽ có một cái lớp kính như thế này để mình nhìn thấy được cái màu ở bên trong, cũng như là sẽ nhìn sơ qua được một bên tai nghe. Đó, đây là cái hình toàn bộ của cái tai nghe này. Đây chúng ta sẽ có là cái cổng kết nối sẽ vẫn là cổng 3.5 và cộng thêm đèn LED, các cái chế độ LED và các cái thông số của con tai nghe này nó sẽ nằm ở bên đây. Có rất là nhiều. Ở đây nó cũng sẽ có mã màu đỏ của nó luôn. Rồi, mình sẽ bóc hộp luôn cho các bạn coi nhé. Con này thì đóng hộp rất là chắc chắn các bạn. Đây. Tai nghe ở trong thì nó sẽ được nằm ở trong một cái giá nữa, cho nên khi mà mình gỡ ra thì mình phải gỡ luôn cả cái giá này. Ở phía trong hộp này chúng ta sẽ còn một cái giấy hướng dẫn sử dụng, như đó thì các bạn có thể dùng để nhóm lò hoặc là có thể dùng để chui ép chẳng hạn, rất là tiện. Rồi, ngoài ra thì trong hộp cũng không có gì nhiều. Hãy bỏ hộp sang một bên. Đây, đây chính là tai nghe Cortian X G2001. Thì con này nó sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản G2001 và phiên bản G2000. Con G2000 nó sẽ khác với lại con G2001 này ở một chỗ, đó là cái phần vỏ bên ngoài. Thì con G2001 này vỏ bên ngoài nó sẽ là vỏ nhám, sờ vào rất là sướng. Nhám nhám kiểu như là bọc nhung ấy, chứ không phải là nhám theo kiểu như là chân trơn đâu. Rất là sướng. Đấy, ở hai bên chúng ta sẽ có cái logo của thằng Cortian X. Thằng này nó sẽ sử dụng cái đệm tai khá là dày. Các bạn nhìn thấy cái đệm tai của nó rất là dày và cũng đàn hồi rất là tốt. Thế này. Cái này sẽ hỗ trợ cho các game thủ mà đeo lâu thì nó sẽ bị đỡ đau đầu. Ngoài ra thì hai bên chúng ta cũng có thể tăng co giãn được để phù hợp với cái kích thước cái đầu của mình. Đấy. Ngoài ra thì con này nó có đệm mút tai cũng khá là dày, với lại cái phần lót ở bên trong cũng màu đỏ rất là nổi bật. Phần lót này là để lưới để lọc âm đấy. Con này hai cổ tai của nó rất là to các bạn ạ. Nó sẽ to gần bằng như là cả một cái bàn tay của mình như thế này. Thì nó sẽ ôm được hết cả cái tai của mình. Thì khi mà mình đeo thì nó sẽ rất là thoải mái. Ngoài ra thì con này nó dành cho game thủ là ở chỗ nào? Tức là cái chỗ đó chính là cái mic này. Cái mic này khá là dài và thu âm rất là tốt. Nếu như mà các bạn chơi game FPS thì có lẽ là cần phải hú hí các loại đồng đội các kiểu. Cho nên là mình nghĩ cái game đã là game thủ thì phải cần một cái mic để mình chơi các cái game FPS. Và đặc biệt hơn là cái mic của con này thu âm khá là tốt. Tuy nhiên thì nó không phải là thuộc dạng lọc âm tốt như các cái con mà bàn phím chuyên để thu âm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển. Đây là cái điều khiển của nó sẽ nằm ở trên dây luôn. Chúng ta sẽ phản volume ở chỗ này và sẽ có cái bật tắt. Thì một cái chế độ nữa đó là chế độ rung. Chế độ rung này thì cái con này theo mình nghĩ thì nó rung rất là sướng, rất là mạnh, chứ không phải rung nhẹ nhẹ như những cái con tai nghe rung khác. Và dây của nó sẽ được bọc dù rất là chắc chắn và dài tới khoảng 1m8, nên các bạn yên tâm là mình có thể sử dụng cái này ở cự ly xa. Và cái đầu kết nối của nó sẽ là đầu USB và hai cổng 3.5. Đầu USB này sẽ dùng để có tác dụng dùng để cho LED và cũng như là chế độ rung. Và hai cổng này sẽ có một cổng mic và một cổng volume, tức là cổng âm thanh đấy. Và cái hai cổng này nó sẽ được bọc vàng.
rất là sang chảnh. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dây quấn để chống rối nữa, nếu như mà các bạn thấy dây thừa thãi quá thì mình có thể quấn lại, rất là ok. Rồi bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn xem khi mình cắm đèn led vào nhé. Ok, sau khi mình đã cắm đèn led lên, sau khi mình cắm tai nghe vào và bật cổng, cắm vào cổng USB thì nó sẽ có led. Và đây chính là cái con led này, nó sẽ là phối giữa màu đỏ và màu đen, rất là mổ. Và đặc biệt là cái con mic của nó cũng sẽ có đèn led ở cái đầu mic luôn, khá là lạ. Thì bây giờ mình sẽ thử một cái bản nhạc để cho các bạn xem nghe nhé. Sau khi mình đã bật nhạc thì các bạn có thể nghe được tiếng phát ra từ cái tai nghe này. Tuy là tai nghe nhưng mà nó phát nghe rất là to. Đây, để mình để gần hơn. Do mình đang sử dụng chế độ rung nên nó cũng rung rất là phê luôn. Con này thì âm thanh của nghe, âm lượng của nó nghe rất là to và âm bass rất là sướng. Đặc biệt là nó có chế độ rung theo bass, cho nên khi các bạn mà mở bass lên thì nghe nhạc cực feel luôn. À, phải nói là cái con này có một cái chế độ rung rất là mạnh, cho nên là mình nghĩ nó sẽ có tác dụng là massage đầu luôn. Và kèm theo đó là các chị em cũng rất là thích sử dụng cái con này, thì nó rung cảm giác rất là phê. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn về cái khả năng thu âm của con này. Mình sẽ thu một đoạn ghi âm bằng cái con này. Và hiện tại mình đang ghi âm bằng cái con tai nghe X2001 này. Thì con này có cái chế độ lọc âm khá là tốt, vì mặc dù ở bên ngoài đang rất là ồn nhưng mà hiện tại mình thu âm vẫn rất là rõ ràng. Các bạn có thể nghe thấy rõ tiếng của mình. Thì con này có thiết kế cũng rất là hầm hố nữa, cho nên là các bạn có thể yên tâm là nhìn vào là thấy chất rồi. Thì cái con này có các cái tông đỏ đen cùng với đèn led rất là ngầu, nên các bạn có thể thử mình thiết kế thêm một cái bàn gaming phù hợp với nó theo cái tông màu đỏ đen như này, có lẽ là phù hợp với đa số các game thủ. Và ngoài ra thì bên mình còn có cả phiên bản này và màu xanh nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm màu xanh với màu đen kết hợp. Đây là toàn bộ những cái thông tin mà mình chia sẻ với bạn về con tai nghe này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nhớ like và subscribe giúp mình nhé. Bye.